Xin chào tất cả mọi người. Nhạc cụ Trần Linh ngày hôm nay cặp bến cây Yamaha BRE403. Cây đàn này thì hôm nay mọi người sẽ được Trần Linh tặng thêm cho một cái giá để sách trị giá 220.000 nha. Đây là giá mới 100% luôn, Trần Linh tặng kèm. Thì đương nhiên cái gì mà được ưu đãi như vậy thì cái đàn cũng sẽ có một chút xíu một cái khuyết điểm nha. Thì cái màn hình dòng đàn này thì lúc nào nó cũng sẽ nó hơi bị mờ mờ một chút xíu. Nhưng khi mà mọi người nhìn ở trên cái màn hình có thể là chắc là mọi người thấy nó rõ đó. Nhưng mà ở ngoài thì vẫn nhìn thấy chữ Basodob nha. BASOJOBL. Đó, xây bến xe vẫn thấy rõ 110 hay là chữ cha. Đó là đáp ứng nhu cầu dễ tính của anh chị em nha. Ai mà khó tính quá thì khỏi mua cái này luôn. Đó, nhìn thấy vẫn được nhưng mà nó hơi bị mờ do đặc điểm dòng đàn nó là vậy nha. Bên chuẩn nha mọi người. Bên quá ok luôn nha. Cái đàn này có tất cả cho mọi người là 30 bài hát, 155 điệu và tiếng là nó có tới 504 cái tiếng nhạc cụ nha. Mua về học tập ok, mua cho các bạn nhỏ học cũng ok luôn. Bên cửa hàng Trần Linh bảo hành cho mọi người 3 tháng và lâu lâu mới về được một cái đàn như thế này nha. Tặng kèm là cục nguồn là đương nhiên rồi, tặng kèm thêm một cái giá để sách nè. Rồi, tặng kèm thêm một cái chân đàn đơn nha, và tặng kèm thêm một cái bao nữa. Toàn bộ 3.500.000 đồng mọi người thể sở hữu được nha. Và hãy nhanh tay lên, lâu lâu mới có được một cây đàn ngoại hình cũng còn khá là đẹp nha mọi người. Rồi, nếu mọi người có nhu cầu mua hàng liên hệ ngay. Xin chào mọi người.